Đây là mô hình chăn nuôi hươu sao bằng chuồng lưới chăn thả, lưới B40. Đây là mô hình chúng tôi nuôi hươu sinh sản. Phía dưới thì chúng tôi xây một hàng gạch, ba hàng gạch cao tầm 50 cm, và phía trên chúng tôi hàn lưới B40 1,8 m, tổng chiều cao là trên 2 m, và diện tích khu này là 100 m². Như một khu như thế này chúng ta có thể chăn thả được 50 con hươu sao, rất là tiện lợi quý bà con, quý khách hàng mà cần tư vấn về cách làm chuồng trại có thể liên hệ với Nhật Thuần, Nhật Thuần sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người.